Bánh ngải Lạng Sơn. Bánh ngải Lạng Sơn. Bánh giò Bắc Cạn. Bánh giò Bắc Cạn. Còn đây là nước mắm. Hôm nay mời cô chú ăn bánh giò Bắc Cạn và bánh ngải Lạng Sơn cùng với Dạ ơi nha. Cảm ơn mẹ. Đây là nhân mè đen nhá. Nhân nhân đó. Mè thơm nhỉ mẹ. Thơm. Thơm mùi lá ngải. Nhân mè đen. Đây là nhân mè đen ạ. Bây giờ mình sẽ ăn bánh giò của Bắc Cạn nha. Bánh giò thì sẽ ăn với cả mật mía nhá. Mềm. Ngon. Ôi Bi có thấy hai bánh ngon không? Có ạ. Thế Bim Bim ngon hơn hay là hai bánh này ngon hơn? Bim Bim ấy.